Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục mình chỉnh sửa cây này các bạn. Cái cây này nè, mình để nó khô nữa các bạn. Đó, rễ đưa lên trời lên để nè, vàng lá luôn. Đó, mình sẽ chỉnh là cây này giờ nó độc cái chỗ nó không ra cái chỗ này các bạn. Ra đây mới được. Nó không ra đây là thua. Đó, cây này đó. Rồi mình sẽ đặt máy mình chỉnh sửa cây này lại các bạn. Cây này trái dữ lắm bạn, cây này trái được rồi á, mình nói thật nha, trái mà nó 2-3 đợt bạn, 1 năm á, nhưng mà do mình cảo mình nấy này kia nọ các bạn, đó, giờ đó mình giữ sức nó. Khói có dữ không? Thanh quá là khói. Nóng dữ lắm, nóng kinh khủng. Đúng rồi, tại ở đây nắng nè. Bỏ luôn. Đâu quá. Cái góc này giờ đó là làm cho khu này thôi. Đó. Đây, cái tàn hạ đây. Rồi, cái này nó các bạn xuống. Đơn giản thôi. Cái này nó không ra cho đó thôi mình chịu. Đây ra mà cái tàn rơi xuống thì nó được rồi. Nó không ra, nó chịu.
mình dọn lại các bạn, dọn lại là mình coi nó ra hoa không. Cái cây này trước đây nó ra hoa là bông dữ lắm các bạn, nhưng do cái điều kiện nó này nó khô quá. Anh Út ơi, tắt máy à, anh giúp cho cái này lại. Tại vì cái này là anh này anh giỏi lắm, anh hay lắm các bạn. Anh dừng rồi anh ấy này kia nọ hay lắm. Đó. Hiểu không? Đó. Anh có cái tài đó, còn mình làm được. Anh dừng anh làm chuyên làm, anh chuyên làm mai vàng các bạn. Mai vàng ở Long An hình như anh làm gần hết luôn á. Chuyên làm mai vàng. Còn Hải Châu này thôi mình chơi thì ảnh mới vô. Mỗi người nghề các bạn. Vừa hơn nó hả ốc á, anh dỡ cái thùng ra trong là ốc hàng hạ trong á, ốc đây là mình kẽm, ốc kẽm anh chuyên làm này các bạn. Tìm rớt cái máy nhanh lúc đang làm bếp làm này đó, làm hai cây các bạn, cây gì nốt siro hả, cây siro cái này nhân nó làm mai vàng, chuyên làm mai vàng các bạn. Mình thì mình chỉ làm mai cây Hải Châu thôi. Cái cây này á đợt rồi á các bạn, bạn thấy là mình không dùng nè, nó khô nè, nó khô phải không, nó cây nó bị khô phải không, còn quéo lá luôn, giữ nước được, còn nó bị khô. Như vậy mỗi người nghề các bạn, mình biết làm này, anh biết làm kia, chứ không ai học qua học lại, chứ không ai học bụng mẹ học ra, đó. Để vô góc luôn hả? Để vô góc. Ý nó học con nước rồi. Học thì nói được. Làm mai á phải đi Sài Gòn mua hả? Đi Sài Gòn giờ bán hàng. Giờ nó bán cái chỗ này nó bán hàng hà luôn. Ngay kế bên nè. À. Giờ nói chung cái này chỗ nào nó cũng có bán. Ừ. Trước không có. Trước độ mỗi lần hay phải đi. Rồi đó đi lứt không? Lứt phải đặt đó mới đem về. Việc nhà mình làm được rất máy nè.
Thằng Nam phải bắt trước sau thôi phải không? Nam hay lắm, cái gì làm hay lắm mà làm sao không hả? Cái cây kia tôi không để ý, cái nó khuyết cộng trẻ mà con ly á, nó vàng luôn, có nhánh đó. Cái tôi nói ủa sao kỳ, sao cây mà nó bị vàng có nhánh một à? Cái cộng cộng trẻ có ly nó khuyết vô trong luôn, cộng trẻ bự chứ nó ít, nó lâu khuyết hình cộng trẻ nhỏ này. Nhỏ khuyết ghê lắm. Biết luôn cái này. Lát mình làm xong mình vô phân sau ha. Vừa góc này bự hả nóc ha, thấy chốt đo cái bự được mấy nhiêu nóc. Cái này có người ta trả tôi luôn quá. Cái này nó xuống luôn. Cắm xuống dưới cái ấy luôn hả? Nó làm càng có kinh nghiệm ha. Cái đó còn lấy phần ha.
vừa chảy máu xì mặt. Trời ơi, tiết nắng quá. Hả? Trời, tiết lúc này nắng quá. Có vậy hả? Cái này vô phương, còn cái ra bên ngoài vàng á thì dễ xử. Nước nóng hả? Không các bạn. Rồi sao đây nó? Kỹ cho bạn xem rồi mười mấy phút
nó đặc quá các bạn. Đó. Xong. Rồi, mình kết thúc clip đây các bạn. Cây cây này cũng đã xong rồi. Thời gian quá dài. Đó, mình nâng luôn cái cái nãy mình để nó nấy các bạn. Lấy cái mặt bên đây nè. Cái gốc nó rất là to. Hai mấy các bạn. Trển xuống các bạn xem. Rồi, kết thúc clip.